xe xịn, biệt thự, chó cưng rủ nhau ra tiệm cầm đồ. Các ma cá độ càng gãy kèo nhiều bao nhiêu, thì càng béo các cửa hàng. Cầm cố tài sản bấy nhiêu? Chỉ cầm cố hàng xịn, sang chảnh. Hiện nay các dịch vụ cầm đồ quảng cáo, mời chào xuất hiện nhan nhản trên mạng. Lẫn trên đường phố. Anh Tuyến, chủ tiệm cầm đồ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau mỗi trận đấu. Lượng người tới cầm đồ rất đông, nhiều nhất là thanh niên. Hôm qua tôi phải huy động thêm nhân viên, để khách không phải chờ đợi lâu. Chỉ hơn 10 ngày qua, riêng lượng xe máy tới đây cầm cố, đã hơn 30 chiếc, khiến nhà tôi không còn chỗ để. Ban đầu tiệm của anh nhận cầm cố điện thoại, laptop, các loại xe máy bình dân. Nhưng mấy hôm nay quá đông khách, nên tiệm chỉ nhận cầm cố các dòng điện thoại cao cấp như iPhone 6S, Lux, Samsung S8, hay laptop cao cấp, xe máy xịn có giá trị cao. Cầm món hàng giá trị thấp, mà nhiều khi khách không đến chuộc. Bán lại không được bao nhiêu tiền, anh Tuyến nói. Trong vai một người thua cá độ bóng đá, muốn đi cầm cố, chúng tôi mang laptop hiệu đi. Đến tiệm cầm đồ TH, ở quận Tân Bình. Một thanh niên xăm trổ cười khẩy, thua rồi hả thằng em. Khi thấy tôi đưa ra chiếc laptop. Người này liếc qua rồi định giá, 1,5 triệu đồng, lãi 4.000 đồng, trên ngày triệu. Tôi bảo giá thấp quá rồi bỏ đi. Nam thanh niên nói với theo, mày đi đâu cũng vậy thôi, chỗ tao cầm cao nhất rồi đó. Khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi tiệm trên, thì hai nam thanh niên, chạy xe SH mới cứng lao tới. Ngay lập tức chiếc xe được ra giá 30 triệu đồng, lãi 5.000 đồng. Trên ngày triệu, có lẽ đang khát tiền cá độ, hai nam thanh niên, nhanh chóng nhận tiền từ chủ cửa hàng và phóng đi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người do thua đậm nên đành để lại tài sản của mình ở tiệm cầm đồ. Bởi một số tiệm cầm đồ có hạn thời gian đối với xe máy, laptop chỉ cho cầm không quá 5 ngày. Sau 5 ngày, lãi suất sẽ tăng lên rất cao, quá hạn không tới chuộc, tài sản sẽ bị bán đi. Để trả tiền vay và lãi suất cao ngất ngưởng vẫn đắt hàng. Ghi nhận tại một số tiệm cầm đồ ở các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, chúng tôi nhận thấy các tiệm cầm đồ đều sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ. Các tiệm cầm đồ quảng cáo với nhiều loại dịch vụ đa dạng cho khách hàng chọn lựa như cầm đồ ô tô, xe máy, vàng, nữ trang, iPad, máy ảnh, máy quay phim, cho đến giấy đỏ, biệt thự, chó cưng. Số tiền cầm cố không giới hạn, có thể lên đến vài chục tỷ đồng. Thời gian giao dịch chỉ 5 đến 10 phút. Mỗi trận cầu đi qua, lượng người thua cá độ lại tăng lên, nên nhiều tiệm cầm đồ lên hương. Nhân viên một tiệm cầm đồ tại quận Phú Nhuận còn tiết lộ, không ít người mang cả xe sang, như BMW, Mercedes, Lexus, đến cầm đồ vay tiền. Nhằm thỏa cơn khát cá độ bóng đá, bình thường cầm ô tô tại tiệm cầm đồ, có thể được vay tới 80% giá trị chiếc xe. Nhưng hiện nay vào mùa cao điểm World Cup, nên chỉ được vay khoảng 50% giá trị xe. Hoặc khách hàng muốn cầm cố một chiếc iPhone X, mới 100%, hiện có giá thấp nhất là 30 triệu đồng. Thì số tiền cao nhất mà chủ tiệm chịu cầm sẽ không vượt quá 75% giá trị chiếc điện thoại, tức khoảng 22,5 triệu đồng. Thêm nữa, ngày thường con nợ còn có thời gian để đi hết tiệm cầm đồ này đến tiệm khác để so sánh về giá trị khoản vay, về lãi suất, nhưng vào mùa bóng thì các tiệm cầm đồ ép giá. Nhưng khách vẫn đến tấp nập, thậm chí có nơi còn hét lãi suất lên tới 30% đến 90% tháng, cao gấp nhiều lần so với bình thường. Chị Tố Nga, chủ tiệm cầm đồ tại quận Bình Thạnh, cho biết không có khung lãi suất cố định nào áp cho tất cả tiệm cầm đồ. Và tỷ lệ cho vay không cố định, mà tùy từng tiệm. Có tiệm sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, cho vay nhiều, hoặc những sản phẩm cầm cố thơm béo, như giấy hồng nhà, biệt thự ở vị trí đắc địa, thì nâng tỷ lệ cho vay lên cao hơn, so với mặt bằng chung. Bên cạnh vay theo hình thức thế chấp, còn có tiệm cho vay tín chấp. Ví dụ, khách hàng cắm xe máy, nhưng vẫn được mang xe về. Chỉ phải để lại giấy tờ xe và chứng minh nhân dân. Với phương thức vay này, khách hàng thường chỉ được cho vay không quá 50% giá trị món hàng và thời gian cho vay tiền không quá 1 tháng. Nếu quá thời gian mà khách hàng không thể trả đủ gốc và lãi, các tiệm vẫn sẽ có cách siết tài sản của khách, chủ tiệm cầm đồ trên cho biết. Đặc biệt, theo khảo sát của chúng tôi, lãi suất cho vay cầm đồ ô tô rất cao, có thể lên đến 2.000 đến 3.000 đồng triệu trên ngày. Chẳng hạn khách hàng cầm cố một chiếc xe để vay 200 triệu đồng, lãi suất 2.000 đồng triệu trên ngày. Như vậy mỗi ngày khách hàng phải trả 400.000 đồng tiền lãi, chưa kể gốc. Nếu đến hạn khách không thanh toán hết, xe sẽ bị đem bán. Lãi suất cao sẽ là gánh nặng.
khó có khả năng chi trả, với nhiều khách hàng. Mất cả xe, biệt thự vì mê cá độ. Anh Lưu Hoàng, chủ một tiệm cầm đồ. Ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tôi mở tiệm cầm đồ, cũng đã được gần chục năm. Trong gần ấy thời gian, số lượng người đến chuộc đồ, không quá 50%. Sau mỗi mùa bóng kết thúc, có những con bạc mất vài căn biệt thự. Vài chiếc xe hơi hạng sang, không phải là hiếm. Trong khi đó, một chuyên gia kinh tế, không muốn nêu tên phân tích, các cửa hàng cầm đồ luôn nắm đằng cán. Họ luôn hạ giá thấp giá trị món hàng, để nếu khách không quay lại chuộc, thì thanh lý đồ và chủ tiệm vẫn có lãi. Còn đối với khách hàng, khi đã cầm đồ cá độ, thì không ít người chưa trả được nợ cũ đã cầm, nên thêm lãi mẹ đẻ lãi con. Cuối cùng không thể trả nổi, hoặc không đúng hạn, nên mất cả chì lẫn chài. Thế nên sau mỗi mùa bóng, không ít dân mê cá độ. Thường khuynh ra bại sản, nợ nần chồng chất. Tiếng còi khép lại sau trận đấu Argentina gặp Croatia vừa vang lên, khách ùn ùn kéo đến tiệm cầm đồ. Đúng 8 giờ sáng kết thúc kiểm kê, hai tiệm của tôi đã cầm gần 500 chiếc điện thoại chỉ trong vòng một đêm, chưa kể một lượng không nhỏ laptop, xe máy. Hơn 8 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Định, chủ một tiệm cầm đồ ở đường Láng Đống Đa, Hà Nội, vừa ngồi xem lại sổ sách vừa nói, qua nhân viên thức trắng đêm làm việc nên giờ phải cho đi ngủ rồi, chỉ còn một người trực cùng tôi để khách vào cầm đồ, còn có người làm giấy tờ thủ tục. Anh Định cho biết, bắt đầu từ mùa anh cúp, hai cửa tiệm cầm đồ của anh lúc nào cũng tấp nập, khách ra vào để cầm đồ, xe máy, điện thoại, laptop. Lượng khách đến cầm đồ tăng gấp 20 lần so với ngày thường. Thế nhưng, đêm qua khách ùn ùn kéo đến khiến anh cảm thấy bất ngờ. Tối ngày 21, sau khi các trận đấu kết thúc, khách đến tiệm cầm đồ cũng chỉ đông như những ngày trước. Song chỉ sau 15 phút, tiếng còi của trọng tài vang lên khép lại trận đấu Argentina gặp Croatia với kết quả đội Argentina thua tan nát trước Croatia. Các ma cá độ gãy kèo nhiều kéo đến, đứng chặt kín cửa hàng để chờ cầm cố tài sản. Cả hai tiệm cầm đồ của tôi nằm sát vách nhau, nhân viên phải làm việc hết công suất, thức trắng cả đêm để làm thủ tục cầm đồ cho khách. Anh cho biết đa phần khách đến cầm cố điện thoại iPhone, Samsung vì những điện thoại của hãng khác anh không nhận cầm cố do giá trị kém hơn. Ngoài ra còn có một lượng khách tương đối lớn đến cầm xe máy, laptop, MacBook. Sau khi cho nhân viên đi nghỉ ngơi sau một đêm làm việc vất vả, sáng nay anh ngồi kiểm kê sổ sách tiền nong hết gần 2 giờ đồng hồ. Tính sơ đêm qua, tiệm cầm đồ của anh đã nhận gần 500 chiếc smartphone điện thoại, tiền trong két cũng đã vét sạch để cầm đồ cho các ma cá độ. Theo anh, đêm qua nhiều người đặt Argentina thắng nhưng kết thúc trận đấu Argentina lại thua đậm trước Croatia với tỷ số 0-3 nên nhiều người gãy kèo phải đi cầm cố tài sản. Thậm chí đến sáng nay khách vẫn ra vào tiệm để cầm cố tài sản vì thua độ. Nhìn vào cửa hàng chật kín đồ, phải lách người mới đi được vào chỗ ghế ngồi, anh Định nói, điện thoại, laptop thì cầm bao nhiêu cũng được, bởi chúng là tài sản có giá trị nhưng lại nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian. Trong khi đó, cửa hàng đang phải hạn chế cầm cố xe máy do chỗ để đã chật, kho thuê thêm cũng đã kín chỗ, thậm chí hay hôm nay anh còn phải đưa bớt xe máy của khách đến cầm cố để nhờ nhà họ hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại những cửa hàng cầm đồ khác trên đường Láng, lượng khách tới cầm đồ lúc nào cũng nhộn nhịp ra vào tấp nập. Các cửa hàng phần lớn hoạt động 24/24, nhận cầm cố đủ các loại tài sản với lãi suất dao động trên dưới 5.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Nếu khách chưa có tiền chuộc đồ, cầm cố có thể gia hạn thêm hoặc bán tài sản cho chủ tiệm với giá rẻ. Một số chủ tiệm cầm đồ thừa nhận mùa World Cup diễn ra là mùa hốt bạc của các tiệm cầm đồ vì lượng khách thường tăng gấp 10-20 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng lớn khách gãy kèo sau khi cầm cố tài sản thường không có tiền chuộc lại đồ mà bán luôn cho chủ tiệm với giá rẻ. Theo đó, sau khi vớ được một khoản lợi lớn từ các ma cá độ, chủ tiệm lại kiếm được một khoản không hề nhỏ nữa khi đem những món đồ đi thanh lý. Thường thì một mùa bóng như thế này, cửa tiệm kiếm được một vài tỷ là chuyện không khó. Thậm chí, nếu nhận cầm cố nhà đất thì còn kiếm được nhiều hơn. Một chủ tiệm cầm đồ tên Khương trên đường Láng tiết lộ. Không cho vay tiền cá độ World Cup, chủ nợ bị đâm tử vong.
đến vay tiền để cá độ bóng đá, nhưng bị chủ nợ từ chối. Nam thanh niên ở Quảng Nam đã dùng dao đâm 4 nhát, khiến chủ nợ tử vong. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự BC45, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết. Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một nam thanh niên 27 tuổi tử vong. Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 27 tháng 6, đối tượng tên Dũng chở theo một nam thanh niên đến số nhà 348 trên đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Gặp Hồ Việt Thắng, sinh năm 1991, trú phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, để vay tiền về tham gia cá độ các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup. Vì Dũng đã từng vay tiền của Thắng nhưng không trả, nên lần này Thắng không cho Dũng vay nữa, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Trong lúc cãi vã, Dũng đã dùng dao thủ sẵn đâm 4 nhát vào người Thắng, khiến Thắng gục ngã tại chỗ, còn Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, người dân đã đưa Thắng đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng Dũng.